Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới sắp xuất hiện trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Dự báo khoảng 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, 123 đến 124 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Tại đây, theo như dự đoán, vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hai hướng chính. Cụ thể, một là tiến vào Biển Đông của nước ta và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hai là vùng áp thấp này sẽ tiến vào Đài Loan của Trung Quốc. Vị trí, cường độ và hướng di chuyển của vùng áp thấp này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm. Tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Bắc có mưa dông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3,5 đến 5m, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh. Thưa quý vị, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu, hội tụ gió lên mực 3.000 đến 5.000m có xu hướng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, chiều tối và đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 80 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Tiếp theo là tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Riêng khu vực Hà Nội, ngày hôm nay và ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt,
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Bình Thuận từ 31 đến 34 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.